Đây, xe Wow. mới đây cả nhà ơi. Ngoại Xe seat mới. belt ngoại ơi, ngoại không có quen, ngoại cài dây an toàn vô. Không nó tuột đó ngoại. Mọi người biết không, ở Việt Nam là mọi người không bao giờ mà cài dây an toàn các Đúng thứ, rồi. không. Không phải ý là bà ngoại không có để ý chứ không phải nói mọi người. Rồi, nhưng mà bởi đi vậy nên thôi. người ta mới Đâu, làm cái anh thế. cài cho ngoại kìa. Nhà mình bây giờ thì sáng Đâu nay đâu ngoại đâu đưa đâu. đi Đây này. ăn sáng nha mọi người. Đây kia. Rồi, được Rồi, không mẹ? hai là để hiểu Rồi, mà để ngoại đẩy đi, ngoại đẩy đi. Đi mang dép của em đi. Ai mang giày của em? Thế ngoại có mang giỏ gì không? Có Sumi chào ai cái coi con. Chào ông bà cái chú. Rồi, đi nha, lên đường nha. Cả nhà mình đây, lên đồ. Úp đâu? Úp. Ủa mẹ đâu? Mẹ đứng. Ủa này chụp hình hay quay phim? Quay phim. Trời ơi. Rồi, ngoại đẩy đi. Ngoại dành phần đẩy hàng ton. Xong về tự đi nha. Đi theo dì Út. Đi theo mẹ Út đây. Khu nhà mình nó làm cây thông đẹp quá. Dạ, chào anh. Mua cho nó bánh bao với lại bánh giò đã, dì Út. Ồ, họ mới làm cái cổng này nè, chứ hồi 3 năm trước là đi đi con, đi đi. 3 năm trước là có không có rồi, làm. Ngày xưa quay tới đó. Đúng rồi. Sao Xuân mày nhớ đó Diệu? Mẹ Xuân mày hắn nhớ là hồi xưa nó học ở đây đó. Lát nữa cho cô chú nào mới xem video sẽ biết trường của Xuân mày. Hồi xưa Xuân mày học ở đây. Này có ô có nhà thuốc này mới mở hay sao đó. Nhà thuốc mới mở. Đợt có hai là chưa có. Chưa, chưa có. Rồi cô chú anh chị đi bộ ở đây quá trời luôn kìa. Đâu đâu trường Xuân mày đâu? Đúng rồi, chính xác. Trường Xuân mì đây nè cô chú nè, mà hôm nay đóng cửa rồi. Dạ. Trường học của Xuân mì á cô chú từ bên tà bên kia kéo qua tới bên này luôn nè mọi người. Thì nếu bạn nào mà cho bé học ở đây được thì sẽ học có chương trình cả tiếng Anh, song ngữ các thứ cho mọi người học xong. Bé có hoạt động ngoại khóa để lên trên lầu bơi rồi được đi xem phim. Nói chung là thấy học ở đây thì khá là nhẹ nhàng đối với những bé mẫu giáo ha. Giờ bà Hà chưa có đi cái chỗ này mua đồ ăn bao giờ. Đang bà ngoại dẫn đi để mua nè. Mà sớm quá không biết là người ta có đồ ăn cho mình chưa. Mua cho mấy đứa nhỏ. À đây. Đây là có bánh bao sữa bắp, bánh bao xá xíu, bánh bao nhân gà trứng cút. Bánh bao phi man man hả? Vậy thì Hà sẽ gọi bánh bao phi man man. Có đây là trứng muối nè. Bánh bao thịt heo trứng muối cũng ngon. Trứng muối thì ăn trứng muối. Ăn trứng muối. Bánh bao sữa bắp. Bánh bao tạo hình người tuyết. Để hỏi Xuân mì. Chắc bà Xuân mì sẽ khoái cái này nè. Mọi người vô đây tìm được quá trời đồ ăn Xuân mì khoái nè. Gà rán nè. Xúc xích bắp. Xuân mì ra đây chọn nè con. Đợi chị tí nha, cho chị coi có cái gì không chị chọn nha. Cơm này, mì này. Sushi mẹ, sushi. Ôi tiện quá ha, quá trời món. Dạ, chị sushi. Mẹ mà làm tươi đúng không? Làm trong ngày đúng không? Đúng rồi, hai giống như bà trong sâu hả? Ngày mai là hết con. Mai là hết. Mai là bánh mì sandwich, bánh mì. Con nhìn này chứ. Dạ. Cơm nè. Ủa ở đây là sốt gì đây em ha? Lẩu chị. Lẩu. Lẩu bún tươi hả? Ôi có lẩu bún luôn nè mẹ nè. Lẩu bún cơm. Dạ. Nè, mẹ Út đang ngồi phải trông nó nè. Cả nhà ơi, buổi sáng của nhà mình á, công nhận khu nhà Hà yên bình lắm luôn á mọi người. Yên bình ở đây ý hay nói là không khí nó trong lành á. Tại vì cũng 2 năm rồi Hà không về, mà bố Su Mì á thì chưa có thấy khu này lần nào hết. Đáng lẽ nếu mà Hùng Hà về Việt Nam ở là sẽ ở khu này mọi người. Tiện ích nhiều lắm. Đây là phía phía đằng toàn bộ của khuôn viên đó cả nhà. Đó là Xuân Mì. Cô chú thấy street style hôm nay của Xuân Mì được không ta? Phía bên kia là cái chùa gì Hà cũng quên rồi. Hà không có nhớ được tên mọi người ạ. Phía bên kia kìa. Đây là dọc đường Mai Chí Thọ nè. Nãy bà ngoại dẫn vô cái thương thiên đường đồ ăn luôn mọi người. Quá trời đồ ăn mua cho. Cô. Hả?
tưởng là mua đồ ăn sáng rồi. Thế bây giờ vô ăn phở đúng không? Mua cái này ăn chơi thôi. Cẩn thận. Trời, thế mà em tưởng ăn sáng rồi đó. Định đi qua cái mua bánh mì với bà Hai với Hanh đó. Đi vô đi. Em ăn bánh ướt. Su mì với mẹ út thì ngồi bên đó ăn, còn nhà mình ngồi bên này. Đây tô phở của bố Hùng nè, rồi bà ngoại thì trông cháu, cho các con các cháu ăn trước. Bà ngoại đút cho Ton ăn nha, được không em? Em ơi, mẹ để cho nó thử cái trứng này coi nó ăn không. Mẹ thử á, các anh á, con nghĩ trứng là ăn á đó. Đó nhai á, rồi sao thấy đau khổ quá. Nó ăn quả trứng mà nó đau khổ. Rồi bố Hùng ăn cho anh phở Sài Gòn nè, ăn coi nè. Mẹ bé con đi đâu rồi? Mẹ cầm ổ mì mẹ ăn luôn. Không, nó không ăn này đâu, mẹ ăn trứng, mẹ cho nó trứng thôi. Mời cả nhà nha. Còn đây là bánh phở, nó giống như là bánh phở khô mà vậy. Này em chả biết phở tươi hay phở khô nữa. Con ăn không? Xíu. Thế này ngoại nhón cái bánh bao cho nó rồi. Ngoại lên bánh nó đi, nó bên đầu ngoại không? Mọi người nhìn nè, bà ngoại phải chạy theo nó, trời ơi. Nó chạy khắp nơi cái tiệm người ta, may là tiệm người ta đang chưa có đông khách á. Mẹ ơi, nó ăn đúng không mẹ? Vậy là nó vừa đòi chơi vừa đòi ăn. Quậy quá. Nghịch. Bố Hùng tập trung ăn thế. Ăn xong xong không? Ngon không? Mọi người ăn xong với là bé to này cho mẹ ăn nha. Cho mẹ ăn bánh mì. Ngoại đưa nó tự cầm đi ngoại ơi. Su mì lớn rồi. Hết. Ý là mẹ đút nó rồi qua kia con không đút được. Tự cầm đi con. Mọi người toan quậy quá. Giờ mẹ Út với cả bố Hùng xách qua bên kia rồi. Hà cũng thích tiệm phở ở đây, tại vì có đồ chơi cho bé, đồ chơi tô màu các thứ, nó cũng làm cho bé đỡ chạy nhảy xung quanh đó mọi người. Mẹ đưa anh Hánh đi. Đưa lên xô mì đi. Nhà mình kéo nhau qua đây à. Qua đây quậy banh ta lông ở cái chỗ này. Su mì qua kia tô màu. Su mì qua đây ngoại đưa màu cho nè. Ngoại cho nó mấy cây màu nữa đi ngoại. Ngoại cho nó mấy cây màu nữa cho nó tô. À đưa đó rồi. Đây cả nhà. Cà phê sáng của nhà mình đây. Đó. Mẹ Út thì cái này. Hà thì sữa đá. À, buổi chiều mình đi uống Starbucks. Hai chị em là hai màu sắc khác nhau. Mọi người ơi, ngoại đút từ bên kia đút qua tới bên này luôn mọi người. Để là ăn hết một cái bánh bao với một cái bánh ú đúng không mẹ? Ôi trời ơi, chị Út nhìn nha. À thì ra là như thế, để em chỉnh hai cái này. Đúng, còn mỗi cái nhân. Đây mọi người, trời ơi, nguyên cái bánh ú to đùng là ngoại đút hết rồi. Còn mỗi cái nhân thôi. Ôi, ngoại ráng chăm cho con béo nha ngoại. Vậy nên nó thích ăn bánh búa, bánh ú, bánh bao đúng không ngoại? Bánh ú này. Không còn cái gì để ăn nữa, giờ còn ăn tiếp. Trứng nó ăn đó ngoại, nó ăn trứng á. Trời ơi, bà ngoại mọi người, đút từ trên nhà xuống dưới tiệm phở, qua tới cái quán cà phê. Rồi hồi nãy ảnh gặp cái một bạn gái xinh lắm, bằng tuổi mẹ. Hai đứa ra ôm hôn thắm thiết luôn. Con mụ hai này. Nó chạy đi chơi, nó chạy đi chơi. Nhiều tặng con. Trứng của ảnh. Nè, vô nè chồng. Vô.